Các bạn đang nghe truyện con ta nhanh liều cho cha trên kênh TV Audio CV. Chương 502 Thiên tài gặp mặt đây là một cái thành thị phổ thông, không phải rất lớn, người ở bên trong không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu. Người mạnh nhất trong thành là thực lực cảnh giới chân thần đỉnh phong. Đông, Tần Xuyên đứng tại cửa thành cao mười mấy mét, trực tiếp đem triệu nhật hôn mê vứt trên mặt đất. Lập tức, mặt đất bị chấn lên không ít cho bụi. Rất nhiều người nhìn lại, Tình huống như thế nào, đây là ai, hắn muốn làm gì? Vì cái gì hướng trên mặt đất ném đi một cái tên ăn mày, không hiểu rõ. Nhưng mà, ở cửa thành ném tên ăn mày, nói thế nào đều có chút không hợp quy củ đi, quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hẳn là, hắn muốn tìm phủ thành chủ to vẻ uy nghiêm, những người này nghị luận ầm ĩ, nhưng là không ai dám đứng ra, bởi vì bọn hắn từ khí chất liền có thể nhìn ra, người này không đơn giản, là cường giả phương nào giá lâm Bạch Nhật thành ta không biết có gì muốn làm. Cái thời điểm này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, thành thị trung ương, dâng lên một tòa trời xanh hư ảo. Uy áp thuộc về thiên thần cảnh, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến, che đậy mấy chục vạn dặm, thiên địa biến sắc. Là thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân đột phá thiên thần cảnh, rất nhiều người nhao nhao kinh hô, phấn chấn không thôi, bởi vì thành chủ càng cường đại, liền càng có thể bảo hộ cái phương thổ địa này yên ổn. Hoa ngân ta, không cần long trọng như thế chứ, Tần Xuyên nhìn ra vị thành chủ này đang thị uy, thế là chân phải đạp mạnh. Quanh Long, lập tức, uy áp thiên thần thuộc về thành chủ giống như thảm cỏ mặt đất bị nhấc lên, cuốn ngược trở về. Phốc, trong phủ thành chủ truyền ra kêu đau một tiếng. Tần Xuyên nhìn ra xa phủ thành chủ, thản nhiên nói không cần khẩn trương, ta sẽ là một điểm việc tư, xong xuôi liền đi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đạo dây thừng năng lượng đem triệu nhật treo đến trên cổng thành, vừa vặn ở đỉnh cửa thành. Đồng thời, sau khi treo lên, quần áo triệu nhật toàn bộ trượt xuống, trở nên không mảnh vải che thân. Con chim ưng bay lượn trong gió. T, thật là tiền vốn hùng hậu, cái này em gái, tỷ tỷ có cái ý nghĩ không thành thục rất nhiều người hiếp một hơi lãnh khí, đặc biệt là một chút nữ tử, từng cái mặt lộ vẻ ngựa ngùng, hai tay che mắt, từ giữa kẻ tay lặng lẽ nhìn. Có thể tưởng tượng, tại trong rất nhiều buổi tối sau này, trên tường thành sẽ xuất hiện rất nhiều nữ phi tặc vượt nóc băng tường, cũng không biết muốn trộn cái gì tại trước khi dây thừng này gãy ai cũng không cho phép thả hắn xuống nếu không tự gánh lấy hậu quả tần xuyên dùng lấy khuôn mặt tần tử ánh mắt liếc nhìn mọi người nói ra chờ hắn tỉnh các ngươi chuyển với cáo hắn ta nói hắn là thằng ngu nói xong hắn phiêu nhiên mà đi có thể tưởng tượng khi người trẻ tuổi này thức tỉnh về sau bị vây xem không mảnh vải che thân trong lòng là xấu hổ cỡ nào mà lại loại phẫn nộ cừ hận bị lừa gạt tín ngưỡng bị khinh nhờn kia cũng sẽ cùng nhau bộc phát thậm chí có khả năng sẽ làm thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sau đó bắt đầu hèn mọn phát dục mài đau xoèn xoẹt muốn báo thù mà cừ nhân của hắn là tần tử xử lý xong sự tình triệu nhật về sau tần xuyên về tới ẩn cư chi địa cùng nhi tử lần nữa trải qua sinh hoạt ẩn cư mà cùng lúc đó một đạo tin tức kinh người vang dội cửu thương giới có đại nhân vật thượng giới giáng lâm cửu thương giới người này tên là lạc thần thiên là thiếu chủ lạc gia thần vương tộc thượng giới thiên phú kinh diễm tuyệt luân mà lại quyền thế ngập trời người này tiến vào cửu thương giới về sau liền bắt đầu mời chào cường giả cùng thiên tài các phương rất có một loại tịch quyển thiên hạ khí khái đương nhiên tại một chút người biết chuyện đánh giá cái lạc thần thiên này vẫn là có chút tỏ vẻ hoặc là nói không biết lượng sức huyền hoàng thiên là cái địa phương gì? Năm đó treo ở phía trên thượng giới, quan sát cương vực vô ngần thượng giới, huy hoàng cỡ nào, địa phương như này, cho dù là xuống dốc, cũng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đâu đến phi một cái người trẻ tuổi thượng giới đến nhúng chàm, húng chi, huyền hoàng thiên đang cấp tốc khôi phục, nhóm lão quái vật huyền hoàng thiên trước kia, cũng sẽ lần lượt trở về. Chỉ là thần vương tộc, còn không có tư cách làm càng. Nhưng mà, giai đoạn hiện tại mà nói, Cửu Thương Giới nội tình còn chưa khôi phục, Thần Vương tộc Giáng Lâm, hoàn toàn chính xác có chút uy thế. Nghe nói, rất nhiều thiên kiêu thế lực viễn cổ gần đây thức tỉnh, đều cùng vị thiếu chủ Thần Vương tộc rất thân cận. Thậm chí, rất nhiều thế lực viễn cổ năm đó cùng Lạc gia Thần Vương tộc giao tình không cạn, bây giờ tiến tới cùng nhau, càng là thuận lý thành chương. Tất cả điều này đều khiến cho vị thiếu chủ Lạc gia Thần Vương tộc này tại Cửu Thương Giới như mặt trời ban trưa, nói là chúng tinh cũng nguyệt cũng không đủ nghe nói không lạc gia thiếu chủ muốn tại lôi âm sơn tổ chức thiên kiêu gặp gỡ phàm là thiên kiêu cửu thương giới đều có thể tham dự nghe nói đây là do lão tổ tông lạc gia thần vương tộc ủng hộ tại bên trên thiên kiêu gặp gỡ biểu hiện xuất chúng sẽ đạt được đại cơ duyên đây là tại đầu tư bọn hắn tại giai đoạn này cho ơn huệ nhỏ chờ rất nhiều thế lực huyền hoàng thiên triệt để khôi phục về sau đều sẽ thiếu nhân tình bọn hắn đây là một bút nhân quả lớn lao đây là dương mưu nhưng mấu chốt là không đi còn không được bởi vì một bước chậm bước bước chậm, người khác đi mà ngươi không đi, ngươi liền sẽ bỏ lỡ một chút đại cơ duyên, từ đó lạc hậu hơn người ta. Sao người biết được cái này, ta đọc được. Ta cũng là từ nhân tộc trong thông báo của Thánh Điện nhìn thấy, nghe nói cái tin tức này, xuất từ Đại Ma Vương Tần Xuyên, T, cái Đại Ma Vương Tần Xuyên này, thực lực cường hãn thì cũng thôi đi, ngay cả tài văn chương lý luận đều tốt như vậy, quả nhiên là văn võ song toàn A nghe nói còn rất đẹp trai đó. Nhưng mà, nói đến Tần Xuyên, ta ngược lại là nhớ lại thiếu chủ lạc gia giống như để phụ tử tần xuyên tiến về lôi âm sơn tạ tội chuyện gì xảy ra ta nghe nói thiếu chủ là lạc gia phái người hầu đi mời chào phụ tử tần xuyên kết quả tôi tớ kia bị tần tử giết chết lạc gia thiếu chủ tức giận cái này có chứng cứ sao có lẽ là nô bột nhà bọn hắn tại cửa thương giới quá phách lối cáo mượn oai hùng bị người khác giết đâu nghe nói có nhân chứng thanh diệp thiên tông thanh dương trưởng lão tận mắt thấy tần tử giết cái nô bột lạc gia kia thanh dương trưởng lão người này trước đó còn tại đuổi giết tần tử đó mà lại ta nghe nói thanh diệp thiên tông lão tổ tông thanh diệp đạo quân năm đó cùng lão tổ tông lạc gia thần vương tộc giao tình không cạn này có mờ ám không có lẽ đi nhưng là bây giờ lạc gia thiếu chủ lấy thế đè người phụ tử tần xuyên tự hồ cũng chỉ có thể chịu lấy chịu lấy chẳng lẽ hắn nói thỉnh tội liền muốn đi nhận tội sao cùng lắm thì phụ tử Tần Xuyên làm bộ không biết, không để ý tới là được chứ sao. Ai, sự tình không có đơn giản như vậy, ta nghe nói, lạc gia thiếu chủ lên tiếng, nếu là ngày thiên kiêu gặp gỡ ấy, phụ tử Tần Xuyên không có trình diện, hắn liền sẽ tàn sát nhân tộc 100 cái cương vực, để ngàn tỷ sinh linh chung cùng, đến thời điểm đó, vô số sinh linh cử thương giới đều sẽ oán hận khiển trách cha con bọn họ. Cái này, lạc gia thiếu chủ giết người, tại sao phải khiển trách Tần Xuyên phụ tử, sinh linh cửu thương giới liền ngu muội như thế sao ha ha cái này cùng ngu muội không quan hệ lấn yếu sợ mạnh là thiên tính kẻ yếu bọn hắn không dám khiển trách lạc gia thần vương tộc vì phát tiết vô năng cuồng nộ trong lòng chỉ có thể khiển trách tần xuyên phụ tử chứ sao ai lạc gia thiếu chủ thật là độc ác nhưng mà tần xuyên được xưng đại ma vương chẳng lẽ sẽ vì một trăm cái cương vực sinh linh đứng ra bỏ mình cứu người ta cảm giác không thực tế a à, dù sao ta là không nguyện ý này có lẽ hắn trong nóng ngoài lạnh, nhưng thật ra là một cái bị người lương thiện mọi người hiểu lầm thì sao, ai biết chứ, có lẽ đi, nhưng cái này không thể cược, ta phải đem tộc nhân của ta đều di chuyển ra khỏi cương vực nhân tộc, miễn cho gặp nạn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàn hoàng. Bên trong cương vực nhân tộc, rất nhiều đại gia tộc hoặc là tông môn có thực lực, đều mang nhà ma người, rời xa cương vực nhân tộc. Hiện nay cửu thương giới không ngừng khuếch trương, tại nguyên bên ngoài bản cương vực cửu thương tam tộc, xuất hiện mảng lớn khu không người, đầy đủ bọn hắn sinh tồn. Rất nhanh, thực lực chỉnh thể toàn bộ cương vực nhân tộc giảm xuống đương nhiên, đối với cường giả viễn cổ mà nói, kỳ thật đều như thế, người tu luyện thời đại này sớm đã không còn không gian thể hiện, tất cả đều là sâu kiến. Mà những tin tức cùng biến hóa này, đều bị tần xuyên nhìn ở trong mắt, mà hắn trong lòng không có gợn sóng chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Bởi vì hành thiếu chủ vi lạc gia, tại hắn xem ra thì cùng cố ý đưa tiền cũng không có gì khác biệt không chừng còn muốn tặng đầu người cha chúng ta có đi hay không tần tử ngưng trọng hỏi vì cái gì không đi tần xuyên mỉm cười nói thế nhưng là có thể toàn thân trở ra sao tần tử có chút lo lắng lạc thần thiên kia dù sao cũng là thiếu chủ thần vương tộc thượng giới lần này giáng lâm cửu thương giới tất nhiên không có khả năng một người xuống khẳng định mang theo không ít cường giả lại cũng có thể sẽ mang theo một hai cái người hộ đạo thực lực kinh khủng chỉ sợ khó đối phó cha người cái thời điểm nào làm qua chuyện không có nắm chắc tần xuyên lạnh nhạt cười một tiếng trên mặt lộ ra cảm giác bày mưu nghĩ kế tần tự thấy thế lập tức hưng phấn lên cha nói đi vậy là được nắm chặt thời gian tu luyện tranh thủ tại mấy ngày này đem cơ duyên đạt được đều tiêu hóa hết để sức chiến đấu đạt tới đỉnh phong tần xuyên nói tần tử gật đầu liên tục, sau đó tự hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, cha, ta cảm giác ta muốn đột phá giao trì cảnh. Trước không cần đột phá. Tần suy ngữ trọng tâm trường nói ra, trước áp chế một đoạn thời gian, đem căn cơ rèn luyện đến hùng hậu một chút, như này, tương lai mới có hy vọng đi đến đường vô địch. Thế nhưng là tu vi ta đã rơi ở phía sau. Tần tử có chút không cam tâm, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại thiên kiêu khôi phục càng ngày càng mạnh, rất nhiều đều là giao trì cảnh hắn không muốn chẳng khác người thường bình tĩnh tần xuyên tay phải nắm lấy bả vai nhi tử nhìn con mắt hắn nghiêm túc nói ra con đường tu luyện phải tránh táo bạo mạnh yếu nhất thời cũng không được cái gì vạn cổ ung dung chỉ có thể ai có thể cười đến cuối cùng tần tử nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu sau mới nghiêm túc gật đầu cha ta hiểu được ừm rất tốt tần xuyên hài lòng gật đầu trên thực tế hắn để tần tự áp chế tu vi bất quá là vì để cái này tiểu tử bảo trì lăng tiêu cảnh vô địch đi thiên kiêu gặp gỡ nháo sự mà thôi dù sao thời điểm vừa đột phá thật ra là thời điểm yếu nhất bởi vì kia là một cái cảnh giới sơ kỳ mà hắn phải đối mặt lại là đối thủ tại cái cảnh giới kia rèn luyện thật lâu tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi mà không đột phá liền có thể bảo trì tại đỉnh phong cảnh giới vốn có về sau va chạm bên ngoài hoàn toàn có thể kêu gào tự xưng cùng cảnh vô địch, rất nhanh, hai tháng trôi qua. Cuối cùng đã tới thời gian thiên kiêu gặp gỡ, các nơi cửu thương giới, vô số cường giả hướng phía phương hướng lôi âm sơn hội tụ mà đi. Lôi âm sơn Là một tòa viễn cổ thần sơn gần đây mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọn núi tráng lệ, hào quang bao phủ, ngay cả cây cối đều đang phát sáng, nghe nói, đây trước kia một chỗ tế tự chi địa của huyền Hoàng Thiên, bây giờ, được tuyển làm địa điểm gặp gỡ thiên kiêu. Vị trí đỉnh núi, có một tòa quảng trường to lớn, trên mặt đất trải lấy nền đá gạch hình vuông, cổ lão mà tan thương, đại khí bàn bạc. Mà lúc này, phía trên quảng trường này, sớm đã là người đông nghìn nghịch. Mà bên trong bầu trời, còn có từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, đều hô bằng gọi hữu, hàng huyên với nhau. Võ Huynh, đã lâu không gặp. Tây Môn Huynh, từ lần trước từ biệt, bây giờ đã là ức vạn năm trôi qua, năm đó Huynh đệ chúng ta hai người bạc núi bắn nước, cùng tiếng thối, Bây giờ nghĩ đến, vẫn là rõ mồ một trước mắt A à như cũ. Đúng vậy A, à, thật làm cho người hoài niệm A, à, đây không phải là khổng ức kỹ sao? Nghe nói hắn lấy thư pháp nhập kiếm, thư pháp chính là kiếm pháp, hồi hương kiếm pháp của hắn, có năm cách viết. T, thật là hắn, mau nhìn, là tống thường tỉnh, nghe nói hắn đã từng một tay trùy giết hơn 10 vị thiên kiêu cùng cảnh giới, có thể xưng khủng bố. Từng đạo tiếng nghị luận, liên tiếp vang lên trên không. Mà hồi lâu sau? bầu trời phong vân biến sắc. Quanh long long, rất nhiều đám mây kim sắc từ phía trên tụ đến, không ngừng ma sát tại trên bầu trời, bốc cháy lên giống như hỏa diễm. Sau đó, tất cả kim vân kịch liệt xoay tròn, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ đường kính mấy trăm trượng. Đến rồi, thiếu chủ lạc gia, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía vòng xoáy kia, trong mắt đều có trình độ kính sợ khác biệt. Ha ha ha, nghĩ không ra tới nhiều người như vậy, xem ra mọi người vẫn là rất cho ta mặt mũi nha. Một đạo tiếng cười cởi mở vang lên. Sau đó, bên trong cái vòng xoáy kim sắc kia bắn ra một đạo ánh sáng, hơn 10 đạo thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Mười mấy người này, nam nữ già trẻ đều có. Mà người ngay trung tâm, là một cái thanh niên áo tím túng lãng, khí chất người này cao quý, quanh thân tràn ngập tử khí, đồng thời mi tâm có một đạo tử sắc, giống như là một vết nứt, lại hình như là một con mắt. Đây chính là Lạc Thần Thiên, hắn giống như chúng tinh cũng Nguyệt, lơ lửng tại bên trong cột sáng, loại khí chất kia tựa như trung tâm toàn bộ thiên địa. Kính chào Lạc thiếu chủ, kính chào Thần Thiên thiếu chủ. Mọi người nhao nhao cúi đầu hành lễ. Nơi này rất nhiều người, kỳ thật theo tuổi tác cùng bối phận để tính, so với Lạc Thần Thiên thì lớn hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là tình thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn hiện tại liền giống với công tử ca gặp phá sản, mà Lạc Thần Thiên lại là cậu ấm mang theo rất nhiều tài chính tới. Không nịnh bợ không được. Các vị không cần đa lễ. Lạc thần thi mỉm cười gật đầu đối với mọi người, lộ ra nho nhã lễ độ, khí độ phi phàm. Hắn nhìn xung quanh một cái, nói ra hôm nay mời mọi người đi vào nơi này, chủ yếu là đại biểu lão tổ tông lạc gia ta, cho các vị đưa một chút cơ duyên. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bây giờ huyền hoàng thiên đang ở vào giai đoạn suy yếu nhất, Lạc gia ta nguyện ý xuất ra một chút tài nguyên, hy vọng có thể cùng các đại thế lực huyền hoàng thiên kết một thiện duyên. Nói, hắn nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lê Thúc Lão giả bên cạnh ngầm hiểu, đi về phía trước hai bước, sau đó phất ống tay áo một cái, một vệt kim quang bay lên thiên khung. Xoạt, kim quang này trải rộng ra tại trên bầu trời, vậy mà là một cái bản danh sách giống như thánh chỉ, trên bản danh sách theo lên cẩm tú sơn hà nhàn nhạt Nhà cùng đồ án long phượng, đồng thời tản ra huỳnh quang, lộ ra tôn quý mà thần bí lạc thần thiên cười nói ra đây là chí bảo lão tổ tông lạc gia ta tốn hao vô số trân tài dùng thời gian vạn năm luyện chế ra tên là thương khung bản phàm là người có thể vào bản đều sẽ được khí vận cùng năng lượng một cái thế giới gia trì và quán chú điều này có tác dụng gì các vị hẳn là rất rõ ràng a à, cái gì vậy mà là loại bảo vật này mọi người chấn kinh vô cùng hô hấp dồn dập khí vận gia trì cùng năng lượng quán chú đây là thứ bọn hắn bây giờ cần thiết nhất a à, bởi vì bọn hắn đều ở vào một loại năng trạng thái lượng không đủ chính là bởi vì khuyết thiếu khí vận cùng năng lượng mới khiến cho thực lực bọn hắn không cách nào khôi phục lại đỉnh phong chỉ có thể chờ đợi năng lượng huyền hoàng thiên khôi phục từ đó đi nhờ xe mà bây giờ cái thương khung bản này thì là có thể giải quyết bối rối lớn nhất của bọn hắn bây giờ để bọn hắn khôi phục thực lực khí vận cùng năng lượng một cái thế giới a à, coi như chỉ là một cái hạ giới phổ thông cũng đủ làm cho bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong, không hổ là lão tổ tông thần vương tộc. Thủ bút này, đủ đại, phải như thế nào mới có thể lên bảng? có người kích động mà hỏi. Mà những người khác cũng mong đợi nhìn xem lạc thần thiên. Lạc thần thiên mỉm cười nói, cái bản danh sách này là lão tổ tông lạc gia ta lấy đại pháp lực vô thượng luyện chế, trên lý luận nói, có thể chịu được một vạn cái danh tự. Đương nhiên, muốn đem tên của mình viết ở phía trên, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải tiếp nhận phản phệ ở trình độ nhất định mà cái phản phệ này cũng cùng tu vi bản thân có quan hệ tóm lại nếu không phải hạ người kinh diễm chân chính muốn đem tên của mình viết lên vẫn là rất khó chúc các vị vận khí tốt mọi người nghe vậy cảm xúc bành trướng có thể bắt đầu chưa một cái đại hán khôi ngô hỏi đương nhiên lạc thần thiên gật đầu giống như cười mà không phải cười soạt lập tức mấy chục đạo thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời hướng phía bản danh sách to lớn trên bầu trời bay đi đi xuống đi một người trong đó mười phần cường đại vậy mà đồng thời hướng những người khác phát động tập kích đấm ra một quyền đem hơn mười người kia toàn bộ đánh bay sau đó hắn tới gần thương khung bản mà mọi người ở bên dưới đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn trên thực tế cường giả chân chính đều đang quan sát đang chờ hắn đi dò đường tên ta lục áp phốc người này đưa ngón trỏ ra giống như cầm dù sắt để khắc vào trên bản danh sách, nhưng mà lời còn chưa nói hết, thương khung bản hung hăng chấn động, một cổ kim quang đâm vào trên thân hắn, để hắn phun máu bay rớt ra ngoài. Phốc phốc phốc, bên ngoài cơ thể hắn, thậm chí tách ra mấy đạo vòng sáng, sau đó đồng thời vỡ vụn, cái chấn động này, đem tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều đánh tan, tạm thời đã mất đi sức tái chiến. Trên bản danh sách, lưu lại một cái tên lục áp, nhưng mà sau một khắc, cái tên này vậy mà nhanh chóng ảm đạm xuống, sau đó hoàn toàn tiêu tán, giống như xử lý nước động. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng viết lên, tại sao lại biến mất? Lạc thiếu chủ, mọi người nhao nhao chất vấn nhìn về phía lạc thần thiên, nếu như lạc thần thiên cầm loại sự tình này nói đùa, vậy liền có chút quá phận. Đối mặt ánh mắt mọi người, lạc thần thiên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, sở dĩ biến mất, nói rõ hắn cũng không có viết xong tên của mình. Hắn nhìn về phía người vừa rơi xuống, bi nghi mà hỏi nói cho mọi người, người tên là gì ta người kia lúc này mất hết thể diện thật cũng không muốn nói ra ra nhưng là tại dưới áp bách lạc thần thiên chỉ có thể đỏ lên mặt nói ra ta gọi lục áp bảo lập tức hư thanh một mảnh mà cùng lúc đó bọn hắn cũng ý thức được muốn tại bên trên thương khung bản lưu danh hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng trong lòng nhao nhao ngưng trọng lên ta đến mà lúc này một đạo thân ảnh tuổi trẻ áo đen phóng lên tận trời tốc độ rất nhanh bay thẳng đến trước thương khung bản, ao à, vù vù mấy lần, một cái tên khắc ở phía trên, lập tức thương khung bản phát ra kim quang óng ánh, một đầu chân long từ bên trong xông ra, xoay vài vòng về sau, tiến vào thể nội thanh niên áo đen. Ông, lập tức thân thể thanh niên áo đen phát sáng, khí thế quanh thân liên tục tăng lên, giống như một viên mặt trời treo trời cao. Hắn thành công, đây chính là lực lượng thương khung bản sao? Khí tức thật mê người. Trong mắt mọi người bùng lên quang mang, nhiệt huyết sôi trào, từng cái tim đập rộn lên, bắt đầu ma quyền sát chưởng. Mà lạc thần thiên nhìn xem vẻ mặt của mọi người biến hóa, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ngạo nhiên. Thế nhưng là sau một khắc khi ánh mắt hắn đảo qua danh tự bên trên thương khung bảng, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Tần tử, mà lúc này, áo đen thanh niên kia chậm rãi xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng đối với hắn, lạc thiếu chủ, ta đây có tính không mời mà tới không, là ngươi trong mắt lạc thần thiên bắn ra hàng quan lăng lệ mà những người khác cũng phát hiện không thích hợp khi bọn hắn chú ý tới danh tự bên trên thương khung bản lập tức hiểu được tần tử hắn vậy mà thật đến rồi không đúng hắn đã đến thỉnh tội vì cái gì làm càng như thế hẳn là hắn là tới quấy rối không thể nào bên người thiếu chủ lạc gia thế nhưng là có mấy vị cường giả sâu không lường được ai muốn chết mọi người nhao nhao kinh hô mà mọi người nguyên bản ngo ngoe muốn động đối thương khung bản cũng tạm thời chế trụ sao động trong lòng. Dù sao, bây giờ xuất hiện biến cố như vậy, ai cũng không thể làm như không thấy, nếu không, chính là không tôn trọng đối với lạc gia thiếu chủ. Ta có thể hiểu thành ngươi là đến thỉnh tội không? Lạc thần thiên nhìn xuống tần tử, lạnh lùng nói. Có thể. Tần tử vừa cười vừa nói. Vậy vì sao chỉ một cái ngươi? Ta nhớ được, ta là để ngươi cùng cha ngươi cùng đi thỉnh tội. Lạc thần thiên hiếp mắt nói cha ta không muốn tới, tự nhiên là không đến rồi. Tần tử nhún vai, khí định thần nhàn nói. Đây chính là thái độ các ngươi thỉnh tội, lạc thần thiên ánh mắt lăng lệ. Ai nói ta là tới thỉnh tội, tần tử ra vẻ kinh ngạc hỏi, sau đó ánh mắt lộ ra một tia treo tức, nói ra, ta nói chỉ là, ngươi có thể lý giải như này, nhưng cũng không đại biểu ngươi lý giải chính là đúng, hiểu không, ngươi đang treo đùa ta, sắc mặt lạc thần thiên càng lạnh hơn. Ngươi cảm thấy thế nào, Tần tử nghiền ngẫm mà cười một tiếng, hỏi ngược lại. Làm càng. Chỉ là dân đen, cũng dám chống đối thiếu chủ, người muốn chết sao, một cái người trẻ tuổi lạc gia nghiêm nghị quát lớn. Lạc gia quan quy thật là lớn, tần tử cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói, chuyện này, ta cảm thấy sai không ở ta, đã như vậy, ta vì sao muốn thỉnh tội, còn dám mạnh miệng, một cái người trung niên lạc gia hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức, uy áp khủng bố cấp thiên thần càng quét mà ra. Nhưng là, lạc thần thiên đem hắn ngăn cản. Vị thiếu chủ lạc gia này tự hồ muốn lấy lý phục người, chí ít, trước mắt bao người, hắn không muốn biểu hiện quá bá đạo. Hắn nhìn chăm chú tần tử, hỏi ngươi nói sai không ở ngươi, hẳn là, ngươi không có giết nô bột của ta, giết. Tần tử ngẩng đầu thản nhiên nói. Giết người còn không phải sai, lạc thần thiên chất vấn. Chỉ là nô bột, thực lực thường thường, lại vênh vang đắc ý, vênh mặt hất hàm sai khiến đối với ta, chết không có gì đáng tiếc, tần tử lãnh đạm nói. Tốt cho một cái câu chết không có gì đáng tiếc. Hắn thân là nô bộc, hoàn toàn chính xác không nên quá mức ương ngạnh, nhưng đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi trực tiếp giết hắn, đem lạc thần thiên ta đặt ở nơi nào, lại đem lạc gia thần vương tộc ta đặt ở nơi nào, lạc thần thiên quát lớn. Ha ha, đặt ở nơi nào, tần tử cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi phái một con chó tới mời chào cha con chúng ta, đem ta tần tử đặt ở nơi nào, lại đem cha ta đặt ở nơi nào, ngươi cũng chỉ là một cái thiên tài thượng giới, có tư cách gì tại trước mặt ta cùng cha ta cao cao tại thượng, chỉ bằng bối cảnh của ngươi sao? Tha thứ ta nói thẳng, nếu là dứt bỏ lạc gia không nói, ngươi, cũng chỉ là cái phế vật mà thôi, phế vật, hai chữ này âm vang mà bén nhọn, để tất cả mọi người chung quanh ngây dại, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra. Ở trước mặt mắng lạc thần thiên là phế vật, cái này là gan to cỡ nào chứ mà lạc thần thiên cũng là sửng sốt một lát sau đó sắc mặt triệt để âm trầm xuống tới lạnh lùng nói ra lạc thần thiên ta tu luyện hơn 50 năm còn là lần đầu tiên có người nói với ta ra như vậy nhưng mà khẩu xuất của ngôn ai cũng biết chính là không biết ngươi có vốn liếng xứng đôi hay không quanh sau một khắc trên thân hắn tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng thần quang ngập trời đỉnh đầu càng là hiện ra hư ảnh ba tòa trời xanh bàn bạc hắn là tam trọng thiên thiên thần rầm rầm cổ khí thế kia đưa tới cuồng phong không ngừng hướng phía tần tử quét mà đi để quần áo của hắn kịch liệt bay múa tóc một mảnh lộn xộn nhưng là hắn vẫn khí định thần nhà như cũ khinh thường nói làm sao ngươi là muốn dùng tu vi tới áp chế ta sao chỉ có phế vật mới có thể ỷ vào tu vi đè người nếu là điều kiện tương đương nhau tu vi ngươi cao hơn so với ta ta cũng nhận nhưng là ngươi tại thượng giới màu mỡ lớn lên mà ta từ nhỏ tại huyền hoàng thiên xuống dốc cằn cỗi tu luyện so tu vi có ý nghĩa sao chân chính thiên kiêu bất luận tu vi chỉ so với chiến lực muốn ta tâm phục khẩu phục trừ phi ngươi có thể tại cùng cảnh đánh bại ta lạc thần thiên thu liễm khí thế hắn ổn định cảm xúc nhà nhạc nói ra ngươi phục hay không phục cùng ta có liên can gì ta dẫm chết một con con kiến không cần nó tâm phục khẩu phục đã như kiss vậy ngươi động thủ là được tần tử ngóc đầu lên không sợ hãi chút nào giang hai cánh tay ra, tự hồ đang tiếp tử vong đến. Hắn không có sợ hãi, mà lạc thần thiên, lại là nhíu mày nếu là tại trong âm thầm, hắn đều có thể một trưởng vỗ chết người này, nhưng là bây giờ trước mắt bao người, hắn nếu là thật sự làm như vậy, nói ra sẽ không dễ nghe. Có lẽ có người hiểu chuyện sẽ nói, hắn là sợ, không dám cùng cảnh một trận chiến, cho nên mới ỷ vào tu vi diệt khẩu. Cái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn. Ha ha, phép khích tướng vụng về, hẳn là ngươi cảm thấy như này, ta liền sẽ áp chế tu vi cùng ngươi sau một trận. Cuối cùng, Lạc Thần Thiên cười lạnh nói, không nói đến ngươi có tư cách để ta ra tay hay không, coi như ta thật xuất thủ đánh bại ngươi, lại có ý nghĩa gì. Lạc Thần Thiên ta cần dùng việc đánh bại ngươi đến chứng minh cái gì sao, hắn ngạo nghễ vô cùng. Chính như lời hắn nói, hắn không cần dùng bất luận cái phương thức gì đến chứng minh mình, bởi vì hắn chỉ là đứng tại nơi này, liền đã quan mang vạn trượng, nói cho cùng, ngươi vẫn là sợ. Tần tử khinh thường cười lạnh nói. Ngu không ai bằng, lạc thần thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía một người trẻ sau lưng tuổi, đây là một cái thanh niên tóc xanh. Nhìn thấy ánh mắt lạc thần thiên, người này lập tức ngầm hiểu, đi về phía trước, hắn khinh thường nhìn xem tần tử, lạnh lùng nói, chỉ là sâu kiến, cũng muốn thiêu chiến thiếu chủ, ngược lại là đầy đủ cuồng vọng, nhưng, còn chưa đủ tư cách. Để cho ta tới trấn áp ngươi, nói xong, đã lao đến. Quanh long, thân thể của hắn tách ra ánh lửa hừng hực tựa như một cái đại hỏa cầu đột nhiên bị nhen lửa hướng phía tần tử đụng tới chả lẽ lại sợ ngươi tần tử hừ lạnh một tiếng cũng hướng về phía trước đánh tới người này là tu vi giao trì cảnh mà hắn kinh lịch thương khung bản tẩy lễ về sau cũng đột phá giao trì cảnh đồng thời thể chất cùng huyết mạch tại dưới cổ khí vận cùng năng lượng bàn bạc kia lần nữa phát sinh thuế biến cho nên hắn không sợ cứng đối cứng chút nào ầm uhm, một tiếng vang thật lớn đại lượng đóm lửa bắn tung tóe ra, càng có một đạo cột sáng xích hồng sông lên mây xanh, lại trong chốc lát tiêu tán. Sau một khắc, thanh niên tóc xanh kia chật vật bay rớt ra ngoài, áo quần hắn vỡ vụn, thân thể che kín vết máu, tự hồ muốn nước mở, tại sao có thể như vậy? Người này hoảng sợ kêu to, phía dưới cái va chạm này, hắn cảm nhận được tần tử cường đại, loại lực lượng nga ngược kia, quả thực không thể chiến thắng. Quá yếu. Tần tử khinh thường cười một tiếng, sau đó giống như một đầu ma ngu lao đến, cổ khí thế bàn bạc kia, gần như khiến người ngạt thở. Tam hắc phát, tóc lục thanh niên hét lớn một tiếng, tóc dài ở đỉnh đầu căng vọt, trải ra tại trên bầu trời, giống như một mảnh thảo nguyên hướng phía tần tử bao phủ mà tới. Lòe loẹt, tần tử vốn không có để ý, trực tiếp đánh tới, những nơi đi qua, tóc dài màu xanh lá đầy trời bị cắt đứt, hôi phi yên diệt. Phốc, một tiếng vang trầm, quần áo toàn thân người này đều nổ tung, miệng phun máu tươi, sau đó thẳng tắp đổ xuống mà tần tử chân phải dẫm lên thanh niên tóc xanh đang hôn mê này, ngẩng đầu nhìn về phía lạc thần thiên, dẻo dẻo nói, cái gọi là thần vương tộc, không gì hơn cái này. Lúc này, yên lặng như tờ. Mọi người khiếp sợ nhìn xem tần tử, bọn hắn đều không nghĩ tới, tần tử vậy mà cường đại như thế, vừa đối mặt liền nghiền ép người trẻ tuổi lạc gia. Càng không có nghĩ tới, tần tử vậy mà làm càng như thế, giống như lạc thần thiên không xuất thủ, hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ đây là muốn tìm đường chết sao mà lúc này ánh mắt lạc thần thiên nhìn về phía tần tử cũng phát sinh biến hóa từ nguyên bản hững hờ nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào người này không kém nhưng mà nếu như chỉ là như vậy liền muốn khiêu khích uy nghiêm của lạc thần thiên hắn vậy còn không đủ hắn nhìn chăm chú tần tử lạnh lùng nói ra xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không gặp hoàng hà chưa từ bỏ ý định đã như vậy ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ban cho ngươi thảm bại quanh long long sau một khắc trên thân hắn thiểm điện sấm sét hào quang sáng chói từ thể nội dâng lên lại nhanh chóng thu lại trở về hắn đem tu vi áp chế đến giao trì cảnh đây là niềm kiêu ngạo của hắn hắn lạc thần thiên muốn trấn áp một người cần gì ỷ vào ưu thế tu vi bên trong cùng cảnh hắn không kém ai thiếu chủ lạc gia muốn xuất thủ rốt cuộc có thể nhìn thấy thực lực thiếu chủ lạc gia không biết thiếu chủ thần vương tộc là phong thái bực nào. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, không biết hắn cùng nhân vật một đời thiên kiêu chúng ta so sánh, ai mạnh ai yếu. Mọi người chung quanh ánh mắt lóe ra. Bọn hắn nhao nhao lui lại, chừa lại cho hai người một mảnh không gian chiến đấu rộng rãi, sau đó rửa mắt mà đợi. Rốt cục dám ra tay rồi, tần tử trào phúng cười một tiếng, treo chọc nói, thế nhưng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tiếp nhận thất bại sao? Lạc thần thiên thản nhiên nói, ta cũng không phải là chưa từng bại qua, cái thế gian này, người mạnh hơn so với ta cũng không ít, nhưng là ngươi, còn không có tư cách hỏi ta vấn đề như vậy, vậy liền thử một chút, tần tử hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời động. Quanh chỉ thấy hai đạo quang ma nháy mắt đụng vào nhau, sau đó, sóng xung kích kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng lao ra ngoài, thanh thế kinh người. Hả, trung ương sóng xung kích, sắc mặt lạc thần thiên biến hóa, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà không thể nháy mắt cầm xuống người này mà tần tử cũng rung động. Thân thể của người nọ quá cường hãn, vậy mà chấn động đến thân thể của hắn rung lên, giống như người thường đâm vào bên trên tấm thép, loại tình huống này là trước nay chưa từng có, vị thiếu chủ lạc gia này hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo. Bất quá! Như này mới có hứng thú, loại chiến đấu nhiệt huyết sôi trào này mới là hắn cần nhất hắn tin tưởng, cha để hắn tới quấy rối, cũng là ôm chờ mong như này. Dết, sau một khắc, hai người đồng thời đem nắm đấm đánh vào lồng ngực của đối phương, sau đó riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Thần lực phong bạo, lạc thần thiên hét lớn một tiếng, quanh thân cuốn lên phong bạo kim sắc, năng lượng mênh mông, giống như sóng thần từ thể nội tuôn ra, đồng thời hướng phía tầng tự khuếch tán mà đi, muốn đem hắn bao phủ, phá thú thần chi tâm thể nội ở tầng tự phát sáng, mang đến lực lượng nga ngược vô cùng, mà ba khối đạo cốt thần bí trong cơ thể hắn cũng tách ra phù văn vô tận, toàn bộ hội tụ phía trên một quyền sau đó đột nhiên quanh ra quanh một tiếng vang thật lớn vô số phù văn bắn ra giống như dọc nước mà cái cơn bão năng lượng kim sắc kia cũng ầm vang tán loạn đến đây đi tay phải tần tử quấn quanh vô tận phù văn hướng thẳng lạc thần thiên chụp tới bên trong bàn tay kia tự hồ ẩn chứa một phương thế giới đây là truyền thừa hắn tại bên trong tạo hóa bia cổ lấy được xuất từ một vị vong linh quỷ dị mà cường đại thất tinh liên châu lạc thần thiên gầm nhẹ một tiếng phía sau đột nhiên tách ra bảy viên sao trời lấp lánh, giống như bảy viên mặt trời từ từ bay lên, sau đó, đồng thời bắn ra. Phanh phanh phanh, bảy viên sao trời này, đang xen vào nhau, vậy mà sắp xếp thành một chuỗi, giống như một đầu hỏa long hướng phía đại thủ phù văn của tần tử đụng tới. Xoạt xoạt, bảy viên sao trời này quá mạnh, đại thủ phù văn của tần tử trực tiếp sụp đổ, tự hồ tính cả thế giới bên trong đều bị hủy diệt, mà cùng lúc đó. Phía sau lạc thần thiên tách ra một đôi cánh chim trắng ngoãn, trong tay huyễn hóa ra một thanh kiếm ánh sáng cánh chim chấn động hướng phía tần tử đánh tới soạt cánh chim xẹt qua không khí thời gian chung quanh đều giống như đang né tránh mà hắn hành tẩu tại bên trong khe hở thời gian nhanh đến cực hạn không được con ngươi tần tử kịch liệt co vào trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đối phương quá nhanh nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp coi như ý thức kịp phản ứng thân thể cũng không theo kịp hắn thời điểm này chỉ muốn nhanh một chút nhưng mà thân thể giống như đeo chì, tại thời điểm đến gần vô hạn kia căn bản là không có cách động đậy. mà mắt thấy kiếm lạc thần thiên đã quét ngang đến đây, quang mang một kiếm kia, giống như có thể chặt đứt hết thảy, động cho ta động a, cái tráng tần tử bại lộ gân xanh, trong lòng phát ra gào thét cuồng loạn. mà tại trước mắt loại nguy cấp này, mỗi một cái tế bào trong cơ thể hắn đều kích phát ra tiềm năng, mà huyết dịch trong thể nội cũng đều bốc cháy lên, bành một đoàn ngọn lửa màu vàng từ thể nội tần tử bắn ra, giống như mây hình nấm, trên đỉnh đầu hóa thành một đầu phượng hoàng sinh động như thật, nó cổ lão mà tôn quý, tự hồ có vô tận lực lượng. Soạt xoạt, giờ khắc này, tần tử phá vỡ một loại cực hạn nào đó, thời gian giam cấm thân thể kia, tự hồ bị hắn tránh thoát. Sau đó, tay phải hắn bao trùm lấy ngọn lửa màu vàng, bắt lại kiếm quang đang quét tới kia. Đinh! Kiếm quan kia giống như trảm tại phía trên sắt thép, phát ra một tiếng vang giòn, mà tay phải tần tử, thì là lông tóc không tổn hao gì làm sao lại như vậy lạc thần thiên sắc mặt biến hóa sau đó tay phải vạn một cái kiếm quan bị tần tử bắt lấy đột nhiên nổ tung bạo tạc quang mang đem tần tử bao phủ cùng lúc đó hai cánh trắng loãng sau lưng của hắn hung hăng chụp về phía tần tử ầm uhm, tần tử bay rớt ra ngoài thế nhưng là quanh người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng hư ảnh phượng hoàng trên đỉnh đầu Tự hồ vạn pháp bất xâm không hư hao chút nào quá mạnh Ta vậy mà mạnh như vậy sao? Tần tử hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bàn tay của mình, chỉ thấy từng ti từng sợi hỏa diễm kim sắc từ bên trong khe hở chảy ra, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Trấn áp. Hắn trực tiếp ngẩng đầu, muốn thử hướng phía lạc thần thiên đập tới, lập tức, trên bầu trời nhất lên kim sắc hỏa diễm phong bạo. Lạc thủy thiên hà, lạc thần thiên ngửa mặt lên trời gào to, bầu trời đỉnh đầu hắn vỡ ra, một dòng sông đục ngầu trên bầu trời đi ra, đem hắn vần quanh ở bên trong hóa thành phòng ngự. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên đi lên, nhưng mà, phong bạo hỏa diễm kia phất qua, đầu thiên hà kia trực tiếp bốc hơi, sau đó phong bạo hỏa diễm hung hăng đâm vào trên thân lạc thần thiên. Phốc hắn phun ra một mụn máu tươi, bay rớt ra ngoài giống như diều bị đứt dây, mà tần tử, thì lại giống như một viên thiên thạch lao đến. Lạch cạch, sau một khắc, tay phải tần tử đã bắt lấy cổ hắn, đồng thời theo quán tính trước sau mà rung lên hai cái. Hiện tại, ta hẳn là có tư cách đi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có thể tiếp nhận thất bại sao tần tử nhìn chằm chầm con mắt lạc thần thiên hiếp mắt cười nói ngươi ngươi a à, con mắt lạc thần thiên đỏ bừng nhìn xem tần tử tự hồ muốn nói điều gì lại hỏa gấp công tâm phát ra một tiếng gào thét như giả thú tôn nghiêm của hắn vỡ vụn chết đi cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng tu vi thiên thần cảnh bị áp chế kia giống như mãnh liệt lao ra mở cống xả nước nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại, miệng cống kia cũng như bị thứ gì ngăn chặn. Kia là một cây trường thương xích hồng. Không có đầu thương. Lại đem thân thể hắn đâm xuyên. Xoạt, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Con mắt mọi người trừng lớn, nhìn xem một màn kinh người này mà không thể tưởng tượng nổi, thời gian đều như đình chỉ. Thiếu chủ, người lạc gia kịp phản ứng, từng cái phát ra gào thét kinh hoảng, nháy mắt hướng phía bên này xông lại. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, một vị lão giả tóc trắng lạc da sắc mặt âm trầm, tay phải khô héo cấp tốc biến lớn, hướng phía tần tử đánh tới. Phá, tần tử hét lớn một tiếng, quanh thân quan mang đại tác, đánh ra một quyền mạnh nhất, phượng hoàng chi hỏa kim sắc càng quét trường không. Nhưng mà, lão giả kia quá mạnh. Đại thủ kia nhìn như khô gầy, lóe ra kim loại quan trạch, trực tiếp từ bên trong phượng hoàng chi hỏa kia xuyên thấu mà qua, tiếp tục hướng phía tần tử đập tới. Dừng tay, tần tử hét lớn một tiếng, đem lạc thần thiên bị đâm xuyên dơ lên, làm tấm thuẫn ngăn tại trước người. Chẳng lẽ ngươi muốn giết thiếu chủ các ngươi sao, tần tử lớn tiếng y hiếp nói. Nhưng mà, sắc mặt lão giả kia băng lãnh, âm trầm nói, căn cứ tộc quy, tại một khắc hắn bại này, hắn liền đã không phải là thiếu chủ. Hắn bại hoại danh dự gia tộc, chỉ là cái tội nhân, chết không có gì đáng tiếc, nói xong, hắn tiếp tục động thủ. Má nó, điên rồi đi, tần tử mắng to một tiếng, thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, trực tiếp đem lạc thần thiên nửa chết nửa sống ném ra ngoài. Phốc, đại thủ phất qua, thân thể lạc thần thiên trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tràn diện kinh dị. T, tại sao có thể như vậy, cái này thế nhưng là thiếu chủ bọn hắn A, cứ như vậy dết, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Mà số ít người thì là sắc mặt như thường, tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái nội bộ thần vương tộc thiên kiêu như mây mà vị ít tích thiếu chủ chỉ có một cái không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vị trí này đâu nói cách khác lạc gia cũng không thiếu một cái thiếu chủ ngươi làm thì coi như thôi ngươi không được liền thay người khác mà kẻ thất bại không có giá trị lạc thần thiên tại trước mắt bao người bại đã không xứng làm thiếu chủ lạc gia thậm chí sẽ ảnh hưởng danh dự lạc gia cho nên chết không có gì đáng tiếc rất nhiều đại thế lực nội bộ đều là như thế tiểu súc sinh, ngươi cũng chung cùng đi, mà lúc này, bàn tay to mang theo vết máu kia, tiếp tục hướng phía tần tử gào thét mà đi, khí thế bàn bạc, thiên địa đều đang cùng cộng hưởng theo. Thật là khủng khiếp. Tần tử trong lòng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, sau đó sự xuất thần thông nghịch thiên triệu hoán thuật cha ruột. Cha, hô to một tiếng, vang vọng mây xanh. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay cả lão giả kia cũng ngây ra, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó cười lạnh gọi cha. Gọi gia gia cũng đều vô dụng, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, đại thủ mình quét ngang qua kia, bị một cổ lực lượng ngăn cản, cũng không còn cách nào tiến lên nữa. Chỉ thấy phía trước tần tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh niên áo trắng túng lãng, người này đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, quanh thân phóng xuất ra ngân qua nhà nhạc, đem thiên địa phương viên trăm mét bao phủ vào. Giống như một vòng ngân nguyệt treo trên trời cao. Ngươi là ai? Sắc mặt lão giả tóc trắng kia đại biến, trầm giọng nói ra, có thể tại giai đoạn này có được tu vi như thế, chắc hẳn các hạ cũng là người thượng giới, còn xin cho ta lạc gia một bộ mặt, không nên nhúng tay việc này. Tần xuyên giống như cười mà không phải cười nói, mặt mũi tự nhiên có thể cho, nhưng đây cũng là tương hổ, hy vọng các hạ cũng cho ta một bộ mặt. Cái gì? Lão giả tóc trắng ngẩn người. Tần xuyên nụ cười ôn hòa, khách khí nói ra, còn xin các hạ đừng có giết nhi tử ta, đồng thời dập đầu xin lỗi với hắn. Nhi tử ngươi. Ngươi là Tần Xuyên, lão giả tóc tắn quá sợ hãi, không thể tin nói, nghe đồ ngươi chỉ là mới vào thiên thần cảnh, làm sao lại mạnh như vậy, nghe đồn thì không thể tin. Tần Xuyên khẽ cười nói. Lúc này, Tu Vi hắn đã cùng vị lão giả tóc trắng này ngang hàng, đạt đến thiên thần lục trọng thiên, đồng thời cùng cảnh vô địch. Vẻ mặt lão giả tóc trắng kia nghiêm túc nhìn xem Tần Xuyên, Hồi lâu sau, Trầm giọng nói ra, mặc dù không biết ngươi vì sao đột nhiên có được lực lượng mạnh như vậy, nhưng là cùng ta Lạc gia là địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, ta là hẳn là nếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là ngẩng cổ đợi chết?" Tần Xuyên hỏi ngược lại giống như cười mà không phải cười. Lão giả tóc trắng da mặt đen lại. Hắn biết đây là đang ép buộc hắn, nhưng là người này thực lực quá mạnh, hắn không muốn tùy tiện vạch mặt. Hắn hít sâu một hơi, nói ra nếu như phụ tử các ngươi nguyện ý gia nhập lạc gia ta trở thành tộc nhân khác họ như vậy chuyện lúc trước đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vậy nếu như chúng ta không muốn thì sao tần xuyên cười hiếp mắt hỏi xoạt da mặt lão giả tóc trắng kia lần nữa cứng ngắc lại loại tình huống này hắn tự hồ không biết trả lời như thế nào không nguyện ý làm sao bây giờ đánh sao hắn tạm thời không có nắm chắc a à, tất cả mọi người là nam nhân được hay không mình trong lòng còn không có tính toán sao? Hắn chung quy là già rồi. Được rồi, vẫn là dựa theo trước đó để nói đi, chúng ta cho chút thể diện lẫn nhau, chuyện này coi như xong. Thấy đối phương xoắn xuýt, Tần Xuyên đột nhiên rộng lượng nói. "Ê, tốt, lão giả tóc trắng tự hồ thở dài một hơi, thế nhưng là vừa muốn đáp ứng, liền nghĩ tới nói lời Tần Xuyên trước đó. Muốn hắn dập đầu xin lỗi cho Tần Tử, hắn bóp bóp nắm tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Xuyên. Ngoài mạnh trong yếu nói, ta khuyên các hạ vẫn là không nên ép người quá đáng. Tần Xuyên thản nhiên nói, chuyện này thế nhưng là các ngươi khơi màu, không chịu nổi hậu quả, lúc trước cần gì phải buông lời ngông cuồng chứ, vạn sự đều có căn nguyên. Mọi thứ đều có hiếu ứng cánh bướm, cuối cùng, mọi việc chấn động lớn đều chỉ do một cái vỗ cánh của con bướm. Nếu như là thần thiên lúc trước không cao cao tại thượng phái nô bột mời chào bọn hắn, cũng không có chuyện ngày hôm nay. Quả thật, hắn cũng sẽ làm chuyện xấu, nếu như ngày nào đó hắn gặp báo ứng, cái kia cũng đáng đời, nhưng là chuyện này, đích thật là Lạc Gia đã làm sai trước. Cái này, lão giả tóc trắng hơi trầm mặt, cắn răng nói ra, kẻ cầm đầu bây giờ đã chết, các hạ làm gì nếu lấy không thả, nhưng ngươi vừa rồi muốn giết nhi tử ta. Tần Xuyên đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Lão giả tóc trắng lần nữa nghẹn lời. Tần Xuyên tiếp tục nói ra hôm nay, cho ta cái mặt mũi, ta liền thả các ngươi rời đi, nếu là không nể mặt ta, ta liền đưa các ngươi lên đường. Sắc mặt lão giả tóc trắng không ngừng thay đổi, cuối cùng, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói đã các hạ khăng khăng như thế, vậy chúng ta liền muốn lĩnh giáo một chút, các hạ có bao nhiêu phân lượng, vừa dứt lời, ba cái lão giả lạc gia khác cũng đi lên phía trước, cùng lão giả tóc trắng kia đứng sóng vai. Ba người này, thình lình cũng là lục trọng thiên thiên thần, từ bên trên khí tức đánh giá, chỉ yếu hơn một tia so với lão giả tóc trắng. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bốn người nếu như ăn ý phối hợp, như vậy chiến lực cũng không phải công thêm ba một cách đơn giản. Nhưng mà, điều này đối với Tần Xuyên cùng cảnh vô địch mà nói, có ý nghĩa gì? Nói vô địch liền vô địch, ngay cả quá trình chiến đấu đều tóm tắt. Phốc phốc phốc, vẽn vẹn hai hiệp, bốn vị này lão giả đồng thời phun máu bay rớt ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Trưởng trung thế giới, Tần Xuyên tay phải vồ một cái, không gian vạn vẹo, trực tiếp đem bốn người này cầm cố lại không tốt, trốn, những người lạc gia khác thấy hình, hốt hoảng chạy trốn, nhưng là tần xuyên lật tay, trấn áp toàn bộ. Ngươi không thể giết chúng ta. Lạc thần thiên bại hoại danh dự gia tộc, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là ngươi giết chúng ta, chính là cùng ta lạc gia là địch, lão giả tóc trắng kia nghiêm nghị kêu lên. Ánh mắt tần xuyên đảo qua người vây xem đầy khắp núi đồi, sau đó nhìn về phía tần tử, nói ra, tiểu tử, chuyện này, ngươi đến quyết đoán. Hắn ánh mắt ôn hòa. Nhưng mà, đối mặt cái ánh mắt ôn hòa này, thân thể tần tử rung lên, trong lòng bản năng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, tiến một bước trời cao biển rộng, lui một bước chân đều đánh gãy, cha một mực dạy bảo ta phải dũng cảm tiến tới, mà thời điểm loại này, hắn để cho ta tới lựa chọn, tất nhiên sẽ không hy vọng ta lùi bước, cho nên tần tử trong lòng yên lặng hợp lại, sau đó hạ quyết tâm, nói ra, coi như chúng ta thả bọn hắn, lạc gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, những thế lực lớn này đều như vậy. Cho nên, vẫn là giết đi giết chết, rất nhiều người sắc mặt đại biến, tâm can run rẩy. Trước mắt bao người, lại muốn giết chết mọi người lạc gia, đây là muốn hướng lạc gia tuyên chiến A à, thật là gan lớn, mà lại, nếu như hai cha con này thật sự có đảm lượng giết chết người lạc gia, như vậy tiếp xuống, có phải là liền muốn diệt khẩu, chớ nhìn bọn họ nhiều người như vậy, nhưng là đối mặt loại chiến lực đỉnh cấp như Tần Xuyên, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chầm chầm Tần Xuyên, muốn nhìn vị cường giả thần bí này một chút, có thể nổi điên giống như nhi tự hắn hay không? Ừm, vậy liền giết chết đi. Chỉ thấy Tần Xuyên bình tĩnh gật đầu, sau đó tay phải đột nhiên nắm chặt, lập tức, trời đất trưởng trung thế giới sụp đổ. Không, không mệnh do ta không do trời, mấy vị lão giả lạc gia kia phẫn nộ rống to, thể nội bắn ra quan mang mãnh liệt, muốn chống đỡ cái thế giới này đổ sụp. Nhưng mà, theo Tần Xuyên năm ngón tay khép lại, tất cả chống cự của bọn hắn đều là phí công, chỉ thấy quan mang bên ngoài cơ thể bọn họ tiêu tán, sau đó thân thể xuất hiện vết rách, trong cái khe bắn ra hồng quang, tự hồ sắp nổ tung. Chậm đã. Cái này thời điểm, một đạo thanh âm già nua mà uy nghiêm vang lên, quanh quẩn ra tại trên bầu trời, đinh tai nhức óc. Tần xuyên khóe miệng hơi vĩnh Loại tình huống này, hắn đã sớm cảm thấy bình thường, mà lại, cũng không ghét, thậm chí còn có chút chờ mong. Thế là, Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong bầu trời, kim quang chảy xuôi như mặt nước, sau đó, trong hư không sinh ra từng đóa từng đóa kim liên, chập chờn sinh huy. Đông, có tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một đóa kim liên lắc lư một chút, sau đó, phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh vô cùng hư ảo. Đông đông đông, hắn đạp trên kim liên, từng bước một đi lên phía trước, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền chân thực hơn một điểm. Đến cuối cùng, thân thể của hắn triệt để hóa thành thực thể, sừng sững tại trung ương kim liên đầy trời, nhìn xuống phía dưới. Đây là một cái lão nhân tóc trắng hói đầu, nhưng là tiên phong đạo cốt, khí độ uy nghiêm. Hói chứ không phải trọc nhé mọi người, cho nên vẫn có tóc, năng lượng ba động trên người hắn, nhìn như không mạnh, lại lộ ra một cổ khí tức huyền ảo vô cùng, để người nhịn không được sinh lòng kính sợ. Lạc gia lão tổ cùng bản tọa có quen biết, xem ở trên mặt mũi bản tọa, thả bọn họ một con đường sống đi lão giả này nhìn xuống tần xuyên, đương nhiên nói. Tiền bối xưng hô như thế nào, tần xuyên hỏi. Bản tọa, hãng hải thần vương, lão giả hói đầu kia có chút ngẩng đầu, tự hồ muốn tại trong lúc lơ đảng toát ra bức cách cường đại. Tần xuyên biểu thị chưa nghe nói qua. Nhưng là đám người chung quanh lại sôi trào. Hãng hải thần vương, kia thế nhưng là thần vương cường giả tiếng tâm lừng lẫy, nghe nói đã từng leo lên thần vương bản huyền hoàng thiên cường giả bên trên thần vương bản đều là một phương cự phách đủ để mở một cái đại giáo tôn môn xưng tôn làm tổ tỷ như thanh diệp đạo quân thôn nhật đạo tôn chi lưu cự đầu không ra bọn hắn không đâu địch nổi tất cả mọi người kính sợ nhìn lên lão giả tóc hói bên trong bầu trời tần suy nghe xong trong lòng cũng có chừng đếm nhưng là hắn vẫn không hoảng hốt như cũ mà là bình tĩnh nói ra ta xem khí tức tiền bối hẳn là chỉ là một đạo ý niệm hóa thân đi cũng không có bao nhiêu lực lượng. Đúng là như thế. Hãng hải thần vương thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói ra, bản thể bản tọa còn tại trong phong ấn, chỉ thức tỉnh một tia ý niệm, nhưng là cái này cũng không khác biệt, ý niệm bản tọa đến, liền tương đương bản tọa đích thân tới. Tần xuyên làm bộ trầm mặt một chút, sau đó nói ra mặt mũi của ngài ngày hôm nay, ta không quá muốn cho. Ngươi muốn ngỗ nghịch bản tọa, hãng hải thần vương nhìn chăm chú tần xuyên, trong khi chớp con mắt, bên trong tự hồ có sao trời đang vẫn lạc có thế giới đang chìm nổi một cổ khí tràn vô hình khuếch tán ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ uy áp thượng vị giả hô hấp đều khó khăn trên thực tế cổ uy áp này cũng không mạnh nhưng là cấp độ nó quá cao cùng loại với áp chế thiên nhiên thượng vị giả đối hạ vị giả nhưng là quan huy quanh thân tần xuyên lưu chuyển đem cổ uy áp này ngăn cản bên ngoài khi hắn tâm không sợ hãi bất luận cái uy nghiêm gì đều là cậu thí hắn không có tị húy chút nào nhìn về phía hãng hải thần vương, cười lạnh nói hướng ta ra lệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta biết ngươi sao, làm càng, hãng hải thần vương quát lớn một tiếng. Hắn nghĩ không ra, cái hậu bối thiên thần cảnh này, vậy mà không nể mặt hắn như thế, quả thực là đại bất kính. Cái gì làm càng hay không làm càng, ngươi hoặc là xuất thủ, hoặc là xéo đi, khoa tay múa chân như nghĩ, ngươi còn chưa đủ tư cách, tần xuyên trực tiếp cuồng đổi nói. Ngươi, hãng hải thần vương trong mắt bắn ra vạn đạo thần quang sau đó giận quá thành cười nói ha ha xem ra ngươi là tưởng đạo ý niệm hóa thân này của bản tọa lực lượng quá yếu không làm gì được ngươi ngươi nếu là có thể liền sẽ không tại nơi này nói nhảm tần xuyên khinh thường cười một tiếng vậy liền thử một chút hãng hải thần vương đột nhiên tay phải dơ cao quát khẽ nói thiên địa thần uy hãng hải vô lượng quanh long long sau một khắc thiên địa rung động bên trên bầu trời cùng đại địa đều xuất hiện mảng lớn hư ảnh hải dương, gợn sóng chập trùng, tự hồ đang từ hư ảo biến thành chân thực, mà cổ ba động năng lượng kia, quả thực để người ta ngạt thở. Giả thần giả quỷ Tần xuyên hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm tay, đảo ra một quyền về bầu trời, cột sáng to lớn xuyên qua chân trời, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, giống như pha lê vỡ vụn, hư ảnh hãng hải tràn ngập thiên địa kia, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Làm sao lại như vậy, con người hãng hải thần vương có chút co rụt lại, sau đó khiếp sợ nhìn về phía tần xuyên, ánh mắt thâm thúy, tự hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Cuối cùng, hắn trao mày, lạnh lùng nói, nguyên lai là bước vào lĩnh vực vô địch, khó trách coi trời bằng vung như thế. Hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng, đợi bản thể bản tọa khôi phục, chính là thời điểm ngươi vẫn lạc, nói xong, hắn quay người rời đi. Hai chân bước qua một đóa kim liên, thân thể của hắn liền trở nên hư ảo một điểm, tự hồ muốn dung nhập giữa thiên địa đạo ý niệm này sắp tiêu tán, trở về bản thể. Nhưng mà, ngay tại cái thời điểm này, Tần Xuyên cười lạnh thanh âm vang lên, nói ngoan thoại liền muốn đi. Ta đồng ý sao, ngươi có thể lưu lại bản tọa, hãn hải thần vương quay đầu lại, treo tức cười một tiếng, giống như đang chế giễu chỉ là sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Ông, nhưng mà, một đạo quan mang ống ánh vô cùng, đột nhiên chiếu xạ mà đến, kia tự hồ là một đạo kính quan. Quanh, không có bất kỳ thời gian phản ứng nào hắn chỉ cảm giác đầu óc một mảnh không biểu liền lâm vào bên trong hắc ám cái này tình huống như thế nào mọi người khiếp sợ phát hiện thân thể hãng hải thần vương đột nhiên thẳng băng sau đó thẳng tắp từ trên bầu trời ngã quỵ xuống tới giống như con chim chạm vào dây điện cao áp có video tiểu tử cầm xuống tần xuyên bình tĩnh nói được rồi tần tử hưng phấn lấy ra pháp bảo dây thừng nghĩ đến cái lão già ngu bức hống hống này sẽ bị ngâm mình ở trong hầm phân hắn liền kích động tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy mà lúc này mọi người lạc gia bị tần xuyên giam cầm tại trưởng trung thế giới từng cái thất hồn lạc phách tuyệt vọng vô cùng tiểu tử ngươi tới tần xuyên đem mấy người thoi thóp này ném cho tần tử lộ ra một cái ánh mắt cổ vũ tần tử ngầm hiểu sau đó tay lên đau rơi không có áp lực chút nào mà kết thúc tính mệnh những người này hắn không chút nào hoảng nếu là cha để hắn làm vậy liền tuyệt đối không có vấn đề chẳng lẽ cha hắn sẽ còn hại hắn được hay sao trong khoảng thời gian ngắn mọi người lạc gia toàn quân bị diệt ngay cả ý niệm hóa thân của hãng hải thần vương cường thế giá lâm đều biến thành tù nhân một màn này mọi người chung quanh tê cả da đầu hai chân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên bọn hắn chẳng lẽ muốn diệt khẩu a rất nhiều người muốn chạy trốn nhưng là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đi thôi. Ánh mắt tần xuyên liếc nhìn mọi người, uy nghiêm nói ra hôm nay ta không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng là sự tình phát sinh nơi này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng. Vân vân vân, chúng ta nghĩ rất rõ ràng, tuyệt sẽ không nói lung tung, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy được. Mọi người lời thề son sắc bảo đảm. Sau đó một bên nhìn xem tần xuyên, một bên thận trọng lui về sau, rời đi nơi đây. Rất nhanh, mọi người tan tác như chim muôn. Tần tử nhìn xem bóng lưng những người kia đi xa, lo lắng hỏi, cha, bọn hắn thật sẽ không nói ra đi sao, tần xuyên lắc đầu, nói ra trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, coi như bọn hắn đều không nói, cũng không nhất định liền có thể che giấu, cho nên bọn hắn thế nào cũng không trọng yếu, đã như vậy, làm gì phải tạo nhiều sát nghiệt, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng có ý nghĩ giết người diệt khẩu, nếu như không thể tiếp nhận hậu quả một sự kiện vậy liền không cần làm tần tử nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu sau đó hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói cha ngài ý là ngài không lo lắng lạc gia thần vương tộc trả thù tần xuyên thần bí cười một tiếng hắn đứng chắp tay có chút ngốc đầu lên mây trôi nước chảy nói ha ha chỉ là lạc gia còn không vào mắt của ta xoạt một cổ bức cách nồng đậm tản ra rắn rắn chắc chắn đâm vào trên mặt tầng bé heo, để hắn có chút mất phương hướng. Tim của hắn đập da tốc, tâm tình sao động. Bởi vì hắn từ trong giọng nói cha, bắt được một cái tín hiệu thực lực cha, đã không sợ thần vương, đã như vậy, hắn thì sợ gì, thế giới tại dưới chân hắn, dùng lực đạp là được. Chính là phách lối như vậy, chính là không có sợ hãi như thế, phù phù, trong hầm phân văng lên bọc nước màu và nhạt, tự hồ lại có cái vật nặng gì chìm xuống sau một khắc hãng hải thần vương hôn mê tỉnh lại sau đó cả người hắn ngây ngẩn cả người hắn ở đâu hố phân hắn phẫn nộ gần như điên cuồng hắn đường đường cường giả thần vương lại bị người ta ngâm vào nơi dơ bẩn ô uế này quả thực thiên lý bất dung hắc hắc lão đầu nhi tư vị không tệ chứ cái thời điểm này đỉnh đầu truyền đến thanh âm chế dẻo hãng hải thần vương xuyên thấu qua nước bẩn màu và nhạt nhìn lại liền thấy một gương mặt tuổi trẻ mà muốn ăn đòn, đang đứng vào biên giới hố phân nhìn xuống. Tại gần sóng nước bẩn chiếu rọi, gương mặt kia lộ ra có chút vặn vẹo, thật giống như cá dưới đáy nước, nhìn xem heo trên mặt nước. Là ngươi, hãng hải thần vương một quan lãnh lệ, hắn nhận ra, cái này không phải liền là cái kia đánh lén hắn người nhi tử sao, ngươi dám làm nhục như vậy bản tọa, thật to gan. Bản tọa thoát khốn, về sau tất để ngươi hôi phi yên diệt, không phải thần vương không có định lực, chỉ là nhục nhã quá ra sức. Thời điểm khi bị dẫm lên chỗ đau, người bình tĩnh hơn cũng sẽ điên cuồng. Còn muốn thoát khốn. Ngươi chỉ sợ là đang suy nghĩ ăn rắm rồi. Tần tử khinh thường cười một tiếng, sau đó từ phía sau đưa ra một cái thùng gỗ, nói ra nhưng mà không có rắm cho ngươi, ngược lại thì rất nhiều phân. Nói xong, hắn bưng lên thùng gỗ đỏ xuống. Rầm rầm, đại lượng vật dơ bẩn đổ vào bên trong hố phân, cấp tốc pha loãng tại trong nước, để nước bẩn nguyên bản màu vàng nhạt bắt đầu cấp tốc trở nên đục ngầu hãng hải thần vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ sau đó liền một cổ hôi thối xông vào mũi a à, ta muốn ngươi chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng năng lượng còn sót lại thể nội bạo tẩu thân thể kịch liệt phát sáng tựa hồ muốn bốc cháy lên thế nhưng là trên thân hắn bị hạ nhiều tầng phong ấn đồng thời còn có tận mấy cái dây thường cấp thiên thần buộc lấy căn bản không tránh thoát Rầm rầm, rầm rầm, tần tử cũng không nói nhiều ngoan thoại, một thùng lại một thùng đổ xuống dưới, tự hồ thật muốn đồ chàng ra ngoài. Rốt cục. Hãng hải thần vương phía dưới hố phân không chịu nổi, hắn tê tâm liệt phế hét lớn, tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho ta, nói xong. Thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, bên trong tự hồ có nham tương muốn chảy ra, quang mang chướng mắt, sau đó thân thể ầm vang nổ tung. Hôi phi yên diệt chết rồi, tần tử ngẩn ngơ, hai tay bưng thùng gỗ sững sờ ngay tại chỗ. Là chạy trốn. Tần xuyên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, bình tĩnh nói ra đây chỉ là một đạo ý niệm hóa thân của hắn, đạo hóa thân này tiêu tán, về sau bản thể của hắn sẽ chịu một chút tổn thương, nhưng là có thể khỏi bị tra tấn tôn nghiêm. Đối với cường giả mà nói, đáng sợ nhất tổn thương chính là tra tấn tôn nghiêm, bọn hắn tình nguyện bị thiên đao vạn quả, cũng không muốn quỳ xuống vậy hắn bản thể trở về ám sát ta thì làm sao bây giờ minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng a tần tử có chút sợ sệt nói yên tâm bản thể của hắn còn tại trong phong ấn không cách nào thức tỉnh mà lại đạo ý niệm này hóa thân diệt vong sẽ để cho hắn rơi vào tình trạng rét vì tuyết lại lạnh vì sương coi như cái cường giả thần vương khác đều thức tỉnh hắn cũng không nhất định có thể thức tỉnh tần xuyên an ủi đương nhiên đây chỉ là hắn nói bừa dù sao trước ổn định tầng bé heo, lão đầu nhi này thật nhất trở lại thì tính tiếp. Là như này sao? Tần Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng cũng yên tâm không ít, cha đã nói, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không hoài nghi. Tần Xuyên tiếp tục nói ra, sau lần này, ngươi hẳn là cũng cảm thấy tu vi ngươi vẫn là quá yếu, Lạc Thần Thiên kia nếu là không áp chế tu vi, ngươi ngay cả tư cách cùng hắn động thủ đều không có, một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể trấn áp ngươi. Ừm tần tử trịnh trọng gật gật đầu hắn muốn càng thêm cố gắng tu luyện tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến sẽ bị thổi ngược tần xuyên vỗ vỗ nhi tử bả vai khích lệ nói ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn kỳ thật ngươi đã rất ưu tú những cái thiên tài cùng thế hệ cửu thương giới trước kia sớm đã không cách nào cùng ngươi sánh vai chỉ là đối thủ ngươi bây giờ đối mặt đã mạnh hơn mà thôi ta biết tần tử gật gật đầu ánh mắt lại có chút không quan tâm trong lòng hắn nghĩ đến có nên tìm Kinh Nhu ôn chuyện, có thể tăng lên không ít tốc độ tu luyện đó. Song tu chi đạo, há lại hư danh, mà cùng lúc đó. Tại bên ngoài cương vực xa xôi vô tận, trên bầu trời đã nứt ra một cái khe, nhưng là rất nhanh liền khép lại. Mà hai đạo thân ảnh mặc hắc bào thần bí, thì là từ bên trong khe hở kia nháy mắt tiến vào cửu thương giới, hai người một béo một gầy. Rốt cuộc tìm được địa phương này, năm đó thánh nữ ngoài ý muốn ngã vào, chính là phương hạ giới này mập mạp nói ừm chúng ta tìm mấy chục năm rốt cuộc tìm được tọa độ cái không gian này lần này giáng lâm tất nhiên muốn tiêu diệt nghiệt chủng mà thánh nữ sinh hạ người gầy cũng nói a à, không đúng phương hạ giới này có chút quái dị đột nhiên bọn hắn đều ngây ngẩn cả người tự hồ cảm giác được không thích hợp sau đó cấp tốc thả ra thần niệm quan sát tình huống thần niệm của bọn hắn quá lớn cấp tốc đem ức vạn dặm cương vực chung quanh đều quét sạch một lần Bất luận cái chi tiết gì đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Hồi lâu sau, bọn hắn thu hồi thần niệm, hô hấp dồn dập. Đây, đây là. Huyền Hoàng Thiên năm đó rơi xuống, hai người kích động đến toàn thân run rẩy. Huyền Hoàng Thiên a, một trong chín tòa trời xanh áp đảo phía trên thượng giới, có thể nói, kia là địa phương thần thánh chí cao vô thượng. Năm đó Huyền Hoàng Thiên bị thế lực thần bí tập kích, rơi vào hạ giới, những năm gần đây rất nhiều thế lực thượng giới một mực đang tìm kiếm. Dù sao, Huyền Hoàng Thiên là một trong Cửu Thiên, nội tình vô cùng thâm hậu, coi như tạm thời suy sụp, cũng tất nhiên sẽ khôi phục, trên thực tế, mỗi một tòa thiên khung đều trải qua quá trình như này, bọn chúng gặp thế sự xoay vần mà không suy, trải qua gặp trắc trở mà càng mạnh, chính là bởi vì như này, bọn chúng mới trở thành Cửu Thiên, sừng sững tại đỉnh thượng giới. Mà mỗi một tòa thiên khung sau khi suy yếu mà khôi phục, đều sẽ bắn ra vô số khí vận cùng cơ duyên tựa như đụng đáy và bắn ngược. Nếu như bọn hắn có thể đi theo huyền hoàng thiên, như vậy tu vi liền sẽ nước lên thì thuyền lên, theo huyền hoàng thiên khôi phục mà tăng trưởng. Đây là thiên đại cơ duyên A, muốn thông tri gia tộc hay không, mập mạp nhìn về phía người gầy. Cái này, tạm thời hay là, từ bỏ A, người gầy thăm dò nói, tự hồ sợ hải phạm sai lầm. Cái này, không tốt A, khóe miệng mập mạp hiển nhiên vẫn lên một chút, nhưng là hắn cố kìm nén lại không có gì không tốt phát hiện huyền hoàng thiên mà thôi không có gì lớn hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho chúng ta mới là trọng yếu nhất khuôn mặt người gầy nghiêm túc đại nghĩa lẫm nhiên nói ừm um, không sai nhiệm vụ để hàng đầu mập mập gật gật đầu sau đó hai người liếc nhau dần dần lộ ra nụ cười của đồng lưu hợp ô loại chuyện tốt này đương nhiên muốn ăn một mình lại nói chúng ta ở đâu tìm tên nghiệp chủng kia a hồi lâu sau mập mạp hỏi Nghe nói thánh nữ năm đó đem thánh vật gia tộc để lại cho tên nghiệp chủng kia, trưởng lão cho ta một cái ngọc phù, có thể cảm ứng được phương hướng thánh vật. Người gầy từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù xanh biếc. Nhưng là ngọc phù kia không có động tĩnh chút nào. Cái này, chẳng lẽ thánh nữ đem thánh vật phong ấn, hai người liếc nhau, khóe miệng co giật bắt đầu. Cái này phải làm sao tìm, cái huyền hoàng thi này mặc dù chưa rộng lớn bằng thượng giới, nhưng là cũng không nhỏ, sinh linh vô số, muốn tìm người không khác mò kim đáy biển. Ta có biện pháp, đột nhiên, mập mạp kia kinh hô một tiếng, cười nói, nghiệt chủng kia nói thế nào cũng có được một nửa huyết thống hoàng tộc chúng ta, tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh, chúng ta chỉ cần từ bên trong nhân vật thiên tài một đời này của huyền hoàng thiên sàng chọn, nhất định có thể tìm được hắn, người gầy nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, nói ra liền làm như vậy, trước bắt người tới hỏi một chút đi. Mập mạp nói, sau đó hắn thần niệm lần nữa khuếch tán mà ra, mênh mông cuồn cuộn phóng xạ ra ngoài. Xoạt, sau một khắc, không gian dập dần, một người thanh niên mặc áo đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi, nhóm các ngươi là ai? Vì cái gì dẫn ta tới nơi này, mặt mũi cái thanh niên áo đen này tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn vừa rồi bế qua ngay tại trong một cái di tích, muốn xung kích lăng tiêu cảnh, kết quả bị một cổ lực lượng không cách nào chống cự bao phủ, mắt tối sầm lại liền xuất hiện ở nơi này. Đừng sợ, chúng ta chỉ hỏi ngươi một vài vấn đề, hỏi xong liền thả ngươi. Người gầy bình tĩnh nói. Áo đen thanh niên nghe vậy, cũng yên tâm không ít, cung kính nói ra hai vị tiền bối xin hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Ừm, ta hỏi ngươi, thiên tài ưu tú nhất một đời này có những người nào, người gầy hỏi. Áo đen thanh niên nghĩ nghĩ, nói ra thế giới thời đại này khôi phục, rất nhiều thiên kiêu viễn cổ đều lần lượt thức tỉnh, hạ người lóa mắt chỗ nào cũng có, tỉ như kiều điên, nghĩa tử, thương lãng, côn bằng công tử mập mạp trực tiếp đánh gãy hắn, nói ra không cần phải nói thiên tài viễn cổ, ngươi liền nói thiên tài ra đời trong thời đại này, chói mắt nhất có ai, thanh niên áo đen nghĩ nghĩ, thành khẩn nói ra nhắc tới cái thời đại này, chói mắt nhất tự nhiên là tần tử, hắn là tuyệt thế yêu. Nghiệt chân chính, khoáng cổ tuyệt kim, liền xem như thiên kiêu viễn cổ, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai. Hắn thở dài một tiếng, hí hư nói trước, ta còn nghĩ qua muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi, nhưng là hiện tại, ta đã không có cái ý nghĩ kia, là thật không sánh bằng A tần tử hai người đem cái tên này ghi nhớ, sau đó tiếp tục hỏi còn có ai nữa. Chỉ cần là có chút danh khí, đều nói một lần. Được. Áo đen thanh niên biết gì nói nấy, nói ra trừ bên ngoài tần tử, còn chân long kim trĩ, sở trung thiên, huyền thiên cơ, triệu vân sinh, thủy kinh nhu, ngọc vãn thanh, thủy thanh hàng, tiểu hòa thượng nhược ngu và nhiều khác, bọn hắn dựa vào khí vận, đạt được rất nhiều cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nói đến nơi này, hắn mang theo ngựa ngùng nói ra, kỳ thật, thật muốn nói đến, vãn bối, cũng là có chút điểm danh khí. Hắn trong lòng có chút chờ mong. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, hai người trước mắt này sâu không lường được, nếu là có thể được hai người này nhìn trúng rồi thu đồ, chắc hẳn cũng là cực tốt. Mập mạp liếc xéo thanh niên áo đen một chút, tự hồ đối với thực lực người trẻ tuổi kia có chút khinh thường chỉ là thiên cung cảnh ngay cả lăng tiêu cảnh cũng chưa tới cũng dám nói mình là thiên tài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha